Hôm nay dẫn các bạn đi bắt ốc sên nha các bạn. Hôm nay ban ngày mà có ốc sên ra này các bạn ơi. Đây. Wow, ở đây có một con này các bạn. Con này đó đang ăn cây reo này các bạn. Đó, thấy chưa? Sên này lì quá. 1 2 3. Tụt cái đầu rồi. Tụt đầu rồi. Tụt đầu rồi. Wow, có một cục đá ở đây nữa này các bạn. Đó. Con này lì quá, bỏ vô giỏ luôn. Rồi tiếp tục. Trời ơi, đây có một con nữa này các bạn. Đây. Trời ơi, nó đang trường đầu ra này các bạn ơi. Wow, con sên này lì lộn quá các bạn. Rồi, mình sẽ đụng cái đầu nó thử nha các bạn. 1 2 3. Lì ghê, lì. Lì lộn ghê các bạn. Đó. Đây, cho vô giỏ luôn ha. Mình được hai con ốc sên này nha các bạn. Đó. Tiếp tục. Wow, đây. Ồ, có hai con ốc sên đang đua nha đây nè các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Đang đua nha này. Đó, một con này, hai con này các bạn. Đó. Bấy cái đầu nó mới đã. 1 2 lì quá. Rồi, bây giờ mình đụng nó thử coi. Đó, con này lì nè các bạn. Đó, trường đầu ra dài ghê chưa? Đó, vuốt lưng nó nè bạn. Đó. Wow, cho vô giỏ luôn. Không biết sợ là gì nè các bạn. Ba con rồi bạn. Bắt con đây luôn. Bắt con đây luôn. Bắt từ từ thôi nha các bạn. Bắt từ từ mình lên mình còn đụng nó được. Đó, đây. Wow. Đó, chuẩn bị lòi đầu ra nè các bạn. Wow. Cho vô giỏ luôn, lì cũng là cho vô giỏ luôn nè. Wow, chỗ đây có hai con nè các bạn ơi. Đây nè. Đó, ơi, một con đây nè. Wow. Con đây. Một con nè. Con đây nữa, con đây đang bò này. Đó, nó đang ăn cái nhỏ này các bạn. Đó, thấy chưa? Wow, đụng tịt cái đầu của nó cái đã. Vuốt lưng. Wow, cho vô giỏ luôn. Wow, được. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu con rồi các bạn ơi. Wow, chỗ đây có con sên to ghê các bạn. Đây nè các bạn. Wow, một to dữ ta. Đây nó đang ăn cây reo này. Đó. Đụng 1 2 3. Wow, tụt đầu vô luôn rồi. Đâu, ok, cho vô giỏ luôn nha. Đầy lượm là cho vô giỏ hết. Rồi, tiếp tục. Theo cho mình đi bắt cá sên tiếp nha các bạn. Wow, chỗ này con to ghê các bạn ơi. Wow, nè. Wow, mình mới nghe tiếng động mình tụt đầu vô rồi các bạn. Đây nè, bự ghê chứ các bạn. Wow, bàn tay của mình luôn nè các bạn ơi. Đó, thấy chưa, đã chưa. Wow, con này to nhất luôn nè các bạn. Một con, hai con nè, ba con nè, bốn con nè nha. 5, 6, 7, 8 con rồi nha các bạn. Hôm nay mình được 8 con ốc sên rồi đó. Rồi, tiếp tục. Đây, chỗ đây nữa. Bữa nay ban ngày mà ốc sên đi ăn nhiều quá nè các bạn ơi. Đó, thấy chưa. Nó trường cái đầu ra dài ghê chứ các bạn. Quá dữ. Vuốt lưng nữa nha. Rút lưng. Tụt đầu luôn rồi các bạn. Lì lộn quá này. Cho vô giỏ luôn nha. Ok. Rồi tiếp tục. Thì bắt ốc sên tiếp nha các bạn. Đây. Còn đây có một con này các bạn ơi. Đó, thấy chưa. Quá trời đã luôn. Wow, con ốc sên bự luôn này các bạn ơi. Rồi để mình lấy cây trọt cái đầu nó thử nha. Hay. 1 2 3. Wow, tụt đầu vô liền. Tụt đầu vô lên rồi bạn. Wow. Đó, bắt đầu mình sẽ đếm được bao nhiêu con ốc sên nữa nha các bạn. Một con nè, hai con nè. Wow, con đây đang bò luôn nè các bạn. Ba con nè, bốn con nè các bạn, năm nè, sáu nè, bảy nè, tám nè, chín con nè, 10 con rồi các bạn ơi. Họ được 10 con ốc sên rồi nha. Thôi tiếp tục. Wow, chỗ đây có một bài luôn nè các bạn. Đây. Wow, sao bài ốc sên luôn nè các bạn. Thấy chưa. Wow, quá dữ rồi. Đó, con này trường cái đầu ra dài ghê nè các bạn. Thấy chưa. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cây rôm này đụng cho nó tụt cái đầu vô thử nha. Rồi bắt đầu nha.
1, 2, 3. Trục đầu vô rồi các bạn. À, con xuyên này có chấm đỏ 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 này các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Ừ, nó vừa lòi đầu ra nữa này các bạn. Đó. Đây 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 đây. Đó. Cái đầu lòi ra này các bạn. Đó, thấy dữ chưa? Dữ chưa không? Rồi, vô. Rút lưng nó thử đi. Rút lưng rút luôn. À, cho trên bọn te luôn này các bạn. Đó, để bọn te đi. Đâu, rớt rồi, rớt rồi, rớt rồi. Đâu, cho vô vỏ luôn này các bạn. Đó. Rồi tiếp tục mấy con sen này. Đó, con sen này cho bọn te luôn này. Đó. Con sen này nhỏ lì lém nè các bạn. Đó, đây 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 đây. Con sen này nhỏ lì lém này. Wow, nó đang bọn te mình đó các bạn. Đó. Anh như mùa massage vậy các bạn ơi. Rồi, mình phải đợi từ từ chút xíu nó mới bò lên te mình được nha các bạn. Đó, bắt đầu hộp rồi các bạn ơi. Đó. Wow, 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 nhột 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 nha, nhột nha. Đó, lên nè, không bị nó lên te mình là mình đưa nó lên trên trời luôn nha các bạn. Đó, wow, con đây đang bò nữa nè. Đó. Ồ, đó, một con sen đang bò lên tay của mình nè các bạn. Đó, thấy chưa? Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Wow, lên rồi các bạn, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên là lên là lên, lên lên lên. Ok, lên rồi các bạn ơi. Wow, con sen này dạng ghê các bạn. Đó, nó đang massage tay của mình nè các bạn. Wow. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. À, à, nhục nhục nhục. Đó. Wow, đó, mình cho vô vỏ lại nè các bạn. Wow, con này bò te quá dữ luôn à. Con này quá dữ rồi. Wow. Quá dữ rồi. Đó. Ừ, cho bò lên cây lại nè, bò lên cái theo lại nè các bạn. Đó, lên lên. Lên nha, đó. Wow. Wow, thả ra luôn. Tiếp tục con này các bạn ơi. Con này bé cáo sen dễ quá. Đó các bạn, đó, bên xuyên quá dễ luôn. Đó, nó đang ăn cây reo này các bạn. Ăn cây reo cố bò te của mình này. Đó. À, thêm một con nữa. Wow, wow, chua động te rồi các bạn. Động te được massage rồi. Đó, lên 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 lên. Bị lên te này các bạn. Đó, quá đã luôn, quá dữ luôn. Trên này lì lộn quá mà. Ồ, lên. Ồ, lên được te mình rồi nè các bạn. Đó, thấy chưa? Wow, wow, wow. Úi giời, nhột 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 te các bạn ơi. Ồ, cái lưng của nó này chạy nước quá trời chạy luôn nè các bạn. Thôi, mình sẽ thả nó về cũ tiếp đón những anh em đó. 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 À, bò lên, bò lên, bò lên, bò lên. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Không nhé. Ao, trời rớt luôn đó các bạn. Chưa bò rớt luôn rồi. Chào thả về chỗ cũ luôn các bạn. Họ bắt một con cuối cùng này các bạn. Đây này, con này đang ăn lá cây. Wow, đây đó. Vừa bắt đầu lòi đầu ra này các bạn. Đó, thấy chưa? Ghê chưa? Tục đầu rồi các bạn. Động đồng bộ mà bị tục đầu rồi. Đó. Wow, dính luôn. Đâu, bò này, vuốt lưng nó nè các bạn. Đó, vuốt lưng, gái 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 gái. Con này nữa gái ngứa luôn con đây. Mình gái gì nhỉ vậy đường này các bạn. Đó. Oh, đưa đầu ra nữa này các bạn. Quá dữ, những chú xe này quá dữ rồi. Quá dạng luôn này các bạn. Ngứa đã ngứa các bạn ơi. Gái đã ngứa này. Đó. Quá đã, quá đã. Rồi, ok. Wow, hôm nay dẫn các bạn đi bắt ốc sen nha các bạn. Đây 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 đây. Trời ơi. Wow, ngang đây mình có hai con ốc sen này các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Wow, con này con nhỏ này các bạn. Đó. Một con nhỏ này nha các bạn. À, con này bự ghê các bạn ơi. Đó. Quá trời bự luôn. Lưng của nó này các bạn. Wow, tục đầu vô mất rồi các bạn. Mới gãi gãi lưng xíu tục đầu luôn mất rồi. Cho vô vỏ luôn nè các bạn. Một con ốc sen nha. À, mình bắt con lại luôn nha các bạn. Đó. Đây, wow. Con đây thì nhỏ này các bạn. Cho vô vỏ. Được hai con ốc sen này nha các bạn. Wow, phía này quay đây. Phía đây mình có nữa này các bạn ơi. Đó. Thấy chưa các bạn?
đây đây trốn trong cỏ này các bạn, nó đang ăn cây cỏ của mình này các bạn ơi. Gãi lưng miếng ăn trên gãi lưng tụt đầu vô luôn rồi các bạn. Sợ quá, gãi lưng ngứa quá, sợ quá, tụt đầu vô luôn rồi, cho vô vỏ luôn. Họ bắt luôn con đây nữa bạn, con đây mới lù đầu ra bị mình phát hiện nên tụt đầu vô lại rồi này các bạn. Đó, rồi được mấy con ốc sên rồi các bạn. Một con nè, hai con nè, ba con nè, bốn con ốc sên rồi các bạn. Đây đây, chỗ đây mình phát hiện được con nữa nè các bạn ơi. Đó, wow, cái mình con đây trường dài ghê nè các bạn. Quá trời đã luôn nè. Wow, kế bên nó có một con sâu nữa nè các bạn. Đó. Đang ăn cây reo của mình nè các bạn. Gãi lưng nó thử nha. Gãi lưng tụt đầu vô luôn rồi các bạn. Wow, đây nem chấu ốc sên rồi các bạn. Nem chấu ốc sên rồi. Rồi tiếp tục để chồng mình để bắt tiếp nha các bạn. Wow, đây các bạn, đây chỗ đây mình có hai con này các bạn, một con này, hai con. Wow, con kia nữa các bạn. Đó, trời ra tao tối nay nhiều ốc sên quá các bạn ơi. Đó, rồi mình sẽ gãi lưng cho nó nha các bạn, gãi lưng cho con này, gãi lưng tụt đầu sữa quá, tụt đầu vô luôn rồi. Gãi lưng không chịu, tụt đầu vô, bỏ vô vỏ luôn nha. Rồi, rồi tiếp tục mấy con đây. Wow, con đây đang đi đâu rồi nè. Rồi để bây giờ mình lấy cây mình con này không có lưng. Tụt đầu vô rồi, bắt luôn. Tạo lì này, đi ăn đêm, đi ăn cây của mình này. Đó, wow, thấy bắt nữa, bắt nguyên con đây luôn nè các bạn. Đó, wow, con đây nhỏ này các bạn. Cho vô vỏ luôn nha. Rồi được một con này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con ốc sên này nha. Mình được 8 con ốc sên này nha các bạn. Rồi tiếp tục. Wow, đây. Wow, chỗ đây mình có một ổ luôn nè các bạn ơi. Một con này, hai con này, ba con này, bốn con luôn nha các bạn. Wow, quá dữ. Rồi mình bắt từng con đã. Wow, con này bự, con này khá bự luôn nha các bạn. Con này cái lưng nó đang trường ra nè các bạn. Gãi lưng quá, gãi lưng anh tụt đầu sữa quá, tụt đầu vô rồi các bạn. Wow, cho vô vỏ luôn nha. Rồi con đây đang chuẩn bị lòi đầu ra nè các bạn. Động tụt vô luôn, lòi ra động mình động tụt vô luôn. Sao thêm con nữa, bắt con đây luôn nè. Đó, lì nè, cho vô vỏ luôn nè các bạn. Đếm thử ghê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con ốc sên luôn rồi nha các bạn. Rồi tiếp tục. Wow, chỗ đây có hai con, ba con luôn nè các bạn. Đó, thấy chưa? Một con nè, hai con nè, ba con nè. Con đây đang lùa đầu ra, gãi lưng nè các bạn. Wow, gãi lưng tự động tụt đầu vô luôn nè các bạn. Cho vô vỏ nè. Wow, thêm con đây nữa, lì lợm nè, lì lợm là cho vô vỏ hết luôn nha các bạn. Con đây, wow, con đây chuẩn bị lòi đầu ra nhưng đã bị mình phát hiện bét luôn rồi các bạn. Quá dữ. Đây. À, chỗ đây có một con ốc sên to luôn nè các bạn. Wow, ốc sên này quá bự luôn. Bự bằng cái bàn tay của mình luôn nè các bạn. Rồi, cho vô vỏ rồi các bạn. Rồi, tiếp tục cho chân mình đi bắt ốc sên nha. Wow, phát hiện được một con ốc sên to nữa nè các bạn. Wow, đây nè. Đang bò đi đâu nè các bạn. Để mình vuốt lưng nó nha. Mới động cái lưng nó tụt đầu vô luôn, khỏi cần vuốt luôn. Cho vô vỏ luôn nha các bạn. Quá trời nhiều ốc sên rồi. Wow, thêm một chút ốc sên này các bạn ơi. Wow, nó đang bò đi nè các bạn. Wow, có một con gì ở trên lưng của nó nữa nè các bạn. Wow, đây nè. Quả wow, con ốc sên này có một con sâu nữa nè các bạn. Tụt đầu vô đầu. Cho vô vỏ luôn nha. Wow, đây,
Rồi, con chuột, con chuột. Chuột, chuột, chuột. Chuột trẻ đâu các bạn. Hay quá. Wow. Họ nguyên bài ống sen luôn nè các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đây, họ. Oh, wow. Đang ăn. Đang ăn cái lúa của mình nha các bạn. Đó, hồi này nè. Đang lúa nè. Ồ, bắt đầu một con này nha. Ừ. Còn đây nữa nè các bạn. Đó, thấy chưa? Trời heo. Hai con nha các bạn. Wow, còn đây nữa nè, đây 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 nữa. Ồ, quá dữ quá dữ quá dữ. Ba con này các bạn. Hồ anh đang ăn lúa của mình các bạn. Ba con nha. Ồ, mấy con đây nữa các bạn. Đây 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 đây. Hay được 4 con nữa các bạn. Wow, quá trời đã luôn rồi. Nguyên bài ổ ốc sen luôn rồi các bạn. Ngồi đây bác đá luôn nè. Đó đó đây. Đây đây đây. Ừ, còn đây nữa em con này các bạn. Wow. Quá dữ. Wow, bên kia có nữa nè các bạn. Đây 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 đây. Oh. Wow, đây nè các bạn. Đó, thấy chưa? Ừ. Wow, con này bự nè các bạn. Đó. Con này để gãi lưng nó thử nó tụt đầu vô nha các bạn. Gãi lưng lại. Oh. Oh, chưa kịp gãi lưng tụt đầu vô luôn rồi. Trời ơi, wow, một con bám lên cái đích xô lên nữa nè các bạn. Quá đã. Wow, cho vô luôn nha. Wow, mình phát hiện được một chỗ này có một con nữa nè các bạn. Hay đó, nó đang ăn cây reo của mình nè, đó, thấy chưa? Ừ, cả lưng nè, wow, tụt đầu vô luôn rồi. Chỗ đây có một con ốc sen nhỏ chút chiếu nữa nè các bạn. Đó, đây nè. Wow, thôi mình bắt con bự nha, nhỏ để sống sót các bạn. Wow, cho vô vỏ luôn nha. Wow, đây bạn. Ồ, đây mình có một con sen bự luôn nè các bạn ơi. Wow, đây nè. Đó. Wow, quá trời đã. Trời ơi, con sen bự. Đụng tụt đầu vô nè các bạn. Đó, 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 đó. Wow, tụt lúc vô treo luôn rồi các bạn. Ừ, con sen này mập ghê bằng te của mình luôn nè các bạn. Wow, bỏ vỏ luôn nha. Trời. Rồi, hôm nay thu hoạch được quá trời sen luôn nè các bạn. Rồi, đem hôm xe mình sẽ đi back tiếp nha.